Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu bao giờ cũng gồm những lời lẽ đơn giản. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con. Có lẽ không có cách nào đơn giản và sống động để biết được sự phong phú của việc cầu nguyện với Chúa Giêsu hơn việc lắng nghe câu chuyện thú vị của một nông dân Nga, người đã lang thang khắp đất nước rộng lớn của ông để khám phá cách phấn khởi và kinh ngạc những kết quả kỳ diệu của việc cầu nguyện với Chúa Giêsu. Chuyện của ông đã được ghi lại trong quyển The Way of a Pilgrim, rất có thể do một tu sĩ người Nga nào đó ông đã gặp trên đường. The Way of a Pilgrim bắt đầu như sau: nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tôi được là một nam Kitô hữu, nhưng nhờ những hành động của tôi lại là một kẻ tội lỗi khét tiếng. Vào Chủ nhật thứ 24 sau lễ hiện xuống, tôi tới nhà thờ tham dự thánh lễ. Hôm ấy người ta đọc thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica. Vào trong bài đọc ấy, tôi nghe được những lời sau: hãy không ngừng cầu nguyện. Chính bản văn này, chứ không phải bản văn nào khác, đã in sâu trong tôi, và tôi bắt đầu tự hỏi làm sao có thể cầu nguyện không ngừng được. Vì con người còn nhiều việc khác phải bận tâm và cũng còn phải kiếm sống nữa. Người nông dân ấy đi hết nhà thờ này tới nhà thờ khác để nghe giảng, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho khát vọng của ông. Cuối cùng, ông cũng tìm được một vị thánh hiền. Vị này nói với ông: việc không ngừng cầu nguyện chính là một khát vọng không ngừng của tinh thần con người hướng về Thiên Chúa. Để thành công trong thực hành đem lại an ủi này, ta phải xin Thiên Chúa thường xuyên hơn dạy ta biết cầu nguyện không ngừng. Bạn hãy cầu nguyện nhiều hơn và tha thiết hơn. Chính việc cầu nguyện ấy sẽ mặc khải cho bạn biết cách để đạt được việc không ngừng cầu nguyện. Nhưng để thành công, ta cũng cần phải có thời gian. Rồi vị thánh hiền dạy người nông dân cầu nguyện với Chúa Giêsu: lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con. Trong khi du hành khắp nước Nga với tư cách là một người hành hương, người nông dân ấy đã lặp lại lời cầu nguyện này cả ngàn lần trên môi. Thậm chí, ông còn coi lời cầu nguyện với Chúa Giêsu này như người bạn đồng hành duy nhất của ông. Và rồi một ngày kia, ông lại cảm thấy rằng lời cầu nguyện ấy do được lặp đi lặp lại như thế bắt đầu chuyển từ môi xuống lòng ông. Ông nói: mỗi nhịp đập bình thường của trái tim tôi như thể đang bắt đầu đập với từng tiếng của lời cầu nguyện ấy. Tôi không còn đọc lời ấy trên môi nữa. Tôi chỉ còn biết chăm chú lắng nghe những gì lòng tôi đang nói. Ở đây, ta học được một cách cầu nguyện không ngừng khác. Lời cầu nguyện ấy tiếp tục âm vang trong tôi cả khi tôi nói chuyện với người khác hoặc tập trung vào việc làm của tôi. Lời cầu nguyện ấy trở thành sự hiện diện sống động của thần khí Thiên Chúa đang hướng dẫn đời tôi.